đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một kèo rất là đặc biệt của Đức. Kèo test thử hệ thống thi đấu hoàn toàn mới của Đức, đó chính là hệ thống thi app. Và chúng ta sẽ cùng đến với bốn con chuột bạch sẽ lần đầu tiên tham gia kèo ngày hôm nay. Hãy cùng xem họ là những ai. Ở vị trí đầu tiên chúng ta cùng sẽ đón bạn Nguyễn Trường Thắng. Ba Hồng Nguyễn chơi chung với một họ Đặng. Hãy cùng xem ai là người làm được gì. Hãy cùng xem đầu tiên. Khởi động. Phần thi đối mặt thời gian bắt đầu. Vâng, và trước khi chúng ta bước vào những câu hỏi ở lượt thi đầu tiên thì chúng ta hãy cùng làm quen một chút với Đức Thắng nhé. Xin chào. Vâng, xin chào host Tô Minh và tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Gặp lại những người thân quen chung trận với bạn mà cảm thấy thế nào? Cái này tôi có thể gọi là vừa quen vừa lạ. Quen ở đây là tôi đã phải gặp ba bạn cùng chơi đây tới N lần rồi. Còn cái lạ ở đây là lần đầu tiên tôi có thể chơi được với những đối thủ này với một cái phần mềm hẳn hoi chứ không phải là Osky truyền thống như bình thường nữa. Vâng. Thì đây cũng là một cái là hình thức thi hoàn toàn mới tại Olympic 130. Các bạn sẽ thi đấu ở trên phần mềm này và sẽ để cho trận đấu diễn ra trở nên công bằng hơn và khách quan hơn. Vâng. Xin chúc các bạn thật là may mắn ở trong lượt thi đầu tiên này. Và ngay bây giờ sẽ là lượt thi 60 giây. Và đầu tiên, các bạn cầm ra đời trong một cái chiếc Hoàng Nam. Mỹ. 3, Mỹ. 2, Mỹ. Pháp ạ. Con số địa thì khả năng liên kết Ngọc Đức. Lượt kết. Hoa Kỳ ạ. Nhà thơ nào là người châu Á đầu tiên? Ngọc Đức. Pushkin. Tago ạ. Hình thức con bào. Ngọc Đức. Quyết phân. Giảm phân. Phản ứng giữa acid 3 giờ. Trung hòa. Đúng rồi. Quyết liệt. Ngọc Đức. Shampoo. Đúng rồi. Đồ nào là đồ miễn tiếp? Ngọc Đức. Sức đạo. Đúng. Răng khôn là răng cửa. Xin mời. Răng hàm. Đúng. Hình tướng sĩ được trong quân tướng Ngọc Đức. 2-2-2-2. Đúng. Trong bóng đá qua lại. Giảm tiếp. Đúng rồi. Rung. Ngọc Đức. Nhỏ hơn. Đúng rồi. Một đứa Tây Bắc nước ta có chân hẹn. Ngọc Đức. Sông Đà. Sông Cả. Và cũng đã hết câu hỏi dành cho các bạn trong lượt thi đầu tiên 60 giây. Vâng, và như vậy là sau lượt thi đầu tiên chỉ có một người ghi được những phần thưởng đầu tiên, đó chính là Ngọc Đức. Chúc mừng bạn với 65 điểm. Vâng, và trong lượt thi đầu tiên Hoàng Nam chỉ bấm được một câu thôi. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Nguyễn Việt Anh. Xin chào em. Em xin chào host Minh Nhật cùng với ba bạn cùng chơi còn lại ạ. Ở đây là lần đầu tiên em chơi ô áp đúng không? Dạ vâng, trước giờ em cũng hay chơi ô Skype theo kiểu truyền thống. Và giờ đây đối với ô áp thì cảm giác thi đấu như trên đài truyền hình sẽ chân thực đối với em hơn nữa. Thật ra cũng không chân thật lắm đâu, cái lượt đầu spam nó còn nhanh hơn của đài nữa. Thôi thì chúc các bạn sẽ thật là cố gắng trong lượt thi thứ hai nhé. Và cố gắng bấm nhanh làm sao đừng để Đức bấm hơn 11-12 câu. Trời đất ơi. Ngay bây giờ sẽ là lượt thi thứ hai 60 giây dành cho các bạn, xin mời. Cầu thủ nào đây là cầu thủ đắt? Hoàng Nam. Ronaldo. Neymar. Nam Scotland. Hoàng Nam. Tính chất chung là fan trong nước. Thang Hoa. Ghế trên ngồi. Ngọc Đức. Quý Trái. Mã Giám Sinh. Trong cơ hội chiếm hữu nô lệ. Hoàng Nam. Bàn. Người nô lệ ạ. Quá trình hình thành carbohydrate diễn ra gặp Hoàng Nam. Ánh sáng ạ. Quy tím. Đỏ. Hình Ngọc Đức là hình lăng trụ đứng có đáy là hình liền Ngọc Đức. Chính nhật. Hình Bình Thành ạ. Phán 10 là một tấm. Ngọc Đức. Bỏ. Nông nghiệp. Khác chống quân là hình thức sinh hoạt Hoàng Nam. Cao Duyên. Đúng rồi. Bác kích sợ là bệnh. Đức Thắng. Thần kinh. Đúng rồi. Hóa trị của một yếu tố trong mặt chất vô. Ngọc Đức. 3. Điện tích kìa. Điện hóa trị ạ. Khiến gì động tác không đi. Ngọc Đức. Tăng. Giảm mới là đáp án chính xác cho câu hỏi này. Nice, tự hủy. Vâng, và như vậy là sau lượt thi thứ hai hiện tại đang có 3 người giành điểm, đó chính là Đức Thắng 10 điểm, Hoàng Nam 10 điểm và Ngọc Đức 35 điểm. Thao tự hủy 1-1.
cảm xúc Hoàng Nam không mến, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà bạn bấm được một câu và bạn đáp đúng? Nói chung hôm nay cũng may mắn thiệt, lần trước hỏng mic như này không hỏng mic và đúng cái câu giao xuyên. Nói chung là 10 điểm này cũng quý giá thật. 10 điểm cũng quý, nhưng bạn nên biết một điều là người không bấm lại là người dẫn đầu không? Và đó là một trong những cái mẹo mà khi chúng ta chơi cái luật này ha. Vâng. Vâng. Thế còn Ngọc Đức, cảm xúc của em như thế nào khi từ 65 điểm xuống còn 35 điểm? Từ vị tí xong lát rồi về không cho mày coi nè. Vâng. Và chúng ta hãy cùng xem Nguyễn Ngọc Đức có điểm có về không hay không qua lượt thi thứ 3, 90 giây. Gói đầu tiên, cái đẻ qua tay em gạo và Ngọc Đức. Quên tay này, bỏ đi. Hoàng Tuấn Anh, khu di tích Côn Sơn một tỉnh nào? 3, 2, 1, hết giờ. Hải Dương, Đoàn Chiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh là những vận động viên nổi tiếng nước bắn. Quân vợt. Bóng bàn. Lionel Messi, World Sport, English Country. Argentina. Đúng rồi, người ăn một chiếc loại do các dụng dịch chất điện ly Ngọc Đức. Ăn một điện hóa học. Đúng rồi, cái dòng nước chảy trên điện Ngọc Đức. Sông, suối. Dòng biển à. Tất cả các bạn đúng không? Và phong hủy Đức Thắng. Đúng. Sai. Hiện nay trên núi bài thơ vẫn còn lưu lại bài thơ của vị vua triều Lê nào, xin mời Đức Thắng. Lê Thái Tổ. Lê Thánh Tông. Chủ tịch FIFA hiện tại là người nước nào, xin mời. 3, 2, Đức Thắng. Brazil. Thụy Sĩ. Vì các con khi nam nữ chưa đủ tuổi quy định của pháp luật là gì? Đúng rồi. Ai là người tự ra lệnh đồng về lịch tẩy của nước, xin mời. Ngọc Đức. Đúng rồi. Hôm qua là ai nữa không? Ngọc Đức. 3, 2, đúng rồi. 4 bộ nhạc chính của giao hưởng gồm có gỗ, Ngọc Đức. Dây. Đúng. Ông già đến ngự là tên gọi khác của nhà hoạt động cách mạng nào, xin mời. 3, Đức Thắng. Tôi Đức Thắng. Phan Bội Châu. Copa America là gì không? Nam Mỹ. Đúng rồi. Ngành động vật nào có thể cách mạng ở Ngọc Đức? Dung. Tất cả. Logarit có một thích bằng gì các Logarit Ngọc Đức? Tổng. Đúng rồi. Xin con thứ mấy được gọi là con so? 2. Gặp đầu mới là đáp án chính xác cho câu hỏi cuối cùng của phần thường thi đó thời gian. Vâng, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 3 lượt thi rồi. Hãy cùng xem điểm số mà các bạn hiện tại đang có lần lượt là bao nhiêu. Chúng ta hãy cố gắng hơn ở những lần thi tiếp theo. Chúng ta đang có 10 điểm. Đó cũng là 10 điểm của Hoàng Nam. Và Ngọc Đức đang là người dẫn đầu với 85 điểm. Chúc mừng. Gồm có 4 ký tự mà thôi. Yeah. À, 4 ký tự. Bây giờ người sẽ lựa chọn hàng ngang đầu tiên, xin mời Đức Thắng. Theo như tôi nhìn trên này thì chắc tôi sẽ lấy hàng ngang số 3 đi. Đợi chút. Ok. Hàng ngang số 3 sẽ là một từ có 7 chữ cái và có như sau. Ngôi sao nào nằm ở trung tâm của Thái Dương hệ? Vâng, đã hết thời gian và đáp án của các bạn bây giờ đã bị khóa rồi. Và tôi nói với các bạn sau câu hỏi này sẽ có meme. Xin mời câu trả lời của các bạn đi xin ạ. Bạn Đức Thắng có câu trả lời sao thủy, Việt Anh là năm cánh. Hoàng Nam có câu trả lời rất là tuyệt vời. Ngôi sao năm cánh thì chúng ta chỉ thấy ở trên lá cờ của quốc kỳ của Việt Nam của chúng ta thôi. Còn ngôi sao nằm ở trung tâm của Thái Dương hệ đó chính là mặt trời. Chúc mừng cho Ngọc Đức là người giành được 10 điểm của câu hỏi này. Xin chúc mừng em. Số 3 của hình ảnh gợi ý, xin mời. Cái gì xanh xanh thế này? Và bây giờ thì người sẽ lựa chọn đầu hàng ngang tiếp theo, xin mời Việt Anh. Em xin chọn là hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 sẽ là một từ có 3 chữ cái và có như sau. Từ nào còn thiếu trong công thư
Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, ba chấm như vôi. Vâng, cả bốn bạn thí sinh đều có chung một câu trả lời, đó là bạc. Và bạc là đáp án chính xác. Như vậy mỗi bạn sẽ có thêm 10 điểm với... Bây giờ sẽ cùng xem góc hình ảnh số 2. Xin mời. Vẫn đặt chung. Và Hoàng Nam đã quyết định bóc chung, xin trả lời chúng ta. Xin mời. Theo như câu trả lời của tôi thì đó là điện. Là điện. Tại sao bạn nghĩ là điện? Tại vì mặt trời thì tôi đang nghĩ là nó là cái một cái pin mặt trời. Còn bạc thì cũng phải là nguyên liệu của cái pin mặt trời để dẫn cái ánh sáng mặt trời để tạo ra điện. Đó là theo suy nghĩ của tôi. Thế bạn nghĩ cái bức tranh gửi ý hay bạn là cái gì? Thực ra cũng nói thiệt như thế này, nếu sai tôi không xét được, vì lần đầu tôi trả lời, đây là lần đầu tiên tôi bấm chuông, tôi dám liều lĩnh quyết định là trả lời cái vượt chướng ngại vật này. Thế nên sai cũng không trách được, đằng nào thì vui là chính, không vui là chính. Vâng, hiện tại thì bạn đang có 20 điểm và bạn đang cắt người dẫn đầu đến tận 85 điểm lượt. Và nếu như bạn trả lời đúng thì bạn sẽ có thêm 60 điểm. Còn nếu sai thì bạn biết hậu quả là gì rồi. Như bạn nói đây là một kèo test app thôi cho nên vui là chính thôi. Nhưng mà bạn vui kiểu gì mà, nhưng mà tôi nghĩ là nếu như cộng 60 điểm thì bạn sẽ vui hơn rất là nhiều. Chứ cái bạn của chúng ta đó chính là điện, xin chúc mừng. Yes. Vâng, bạn nào mới một tuần liên lệnh chúng mình đã tìm ra được chướng ngại vật của ngày hôm nay. Vâng, chướng ngại vật hôm nay của chúng ta đó chính là điện. Vâng, điện thì có thể chúng ta được vâng, điện thì có thể được làm từ rất là nhiều nguồn. Ví dụ như là gió này, mặt trời hay là dòng nước từ thủy triều này. Và bạc là một trong những nguyên tố dẫn điện rất là tốt. Và bức ảnh mà các bạn đang được Electric thấy Blueberry. Các bạn sẽ không thấy nhìn thấy. Vâng. Và bức ảnh mà các bạn đang được nhìn thấy đó chính là hình ảnh của cây Electric Blueberry. Vâng, cây Electric Blueberry, một trong những loại cây mà phát điện mạnh, được coi là mạnh nhất, có thể tiêu diệt rất những loại zombie, có thể nói là mạnh, nhưng khá là mạnh, ví dụ như là zombie khổng lồ vậy. Vâng, và một lần nữa chúc mừng bạn Nam, bạn có thêm 60 điểm với việc vừa qua được chướng ngại vật của ngày hôm nay. Và hãy cùng xem điểm số mà các bạn hiện tại đang có sau phần thi vượt chướng, phần thi là chiếc cầm này là bao nhiêu. Việt Anh có 10 điểm, 20 điểm là số điểm của Việt Anh, có 80 điểm là bạn Hà Nam. Và người đang nắm giữ lợi thế lúc này là Ngọc Đức với 105 điểm. Xuất sắc vượt qua được mã thử thách, hiện tại Hoàng Nam đang cách người dẫn đầu có 25 điểm thôi. Hy vọng các bạn sẽ cố gắng vượt qua vòng thi thứ 3, vòng thi chạy marathon. Ngay bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi đầu tiên. Dành cho các bạn một câu hỏi 10 giây. Các bạn đang được nhìn thấy một cái bài toán và tôi sẽ đọc bài toán này như sau. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau. Bánh xe 1 có 20 răng cưa, bánh xe thứ 2 có 15 răng cưa. Người ta đánh dấu X vào hai răng cưa đang khớp với nhau như cái hình mà các bạn được nhìn thấy. Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất bao nhiêu răng để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau và ở vị trí giống nhau như lần trước. Các bạn sẽ có 10 giây để tính bài toán này. Thời gian bắt đầu. Hết giờ và chúng ta sẽ cùng xem đáp án của câu hỏi này, đáp án của các bạn thí sinh. Xin mời. Bạn Hoàng Nam là người trả lời như thế nào? Tôi là 30, Ngọc Đức là 300, Việt Anh em xin lú và Đức Thắng là 60. Tôi muốn hỏi bạn Ngọc Đức đi, tại sao nghĩ là 300? 15 nhân 20. Vâng, thế còn Đức Thắng? Tại sao bạn nghĩ là 60? Tại vì nếu như mà là 300 như bạn Ngọc Đức ấy, thì tôi lại nghĩ là nó sẽ quay hai cái bánh răng như vậy, nó sẽ gặp nhau mất mấy lần rồi, cho nên là tôi đang nghĩ một phương án khác là sẽ dùng bộ chung nhỏ nhất của 15 và 20 là 60.
Vâng, các bạn đây được, các bạn nếu như nhìn thấy từ ít nhất thì các bạn sẽ thấy rằng bài toán này chúng ta chỉ cần dùng một công thức duy nhất, đó là bội chung nhỏ nhất của 20 và 15 thôi. Và đó là 60. Như vậy Đức Thắng là người duy nhất mang về cho mình 40 điểm. Xin chúc mừng. Ok, lú rồi đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu số 2. Xin mời. Vâng, các bạn đã được nhìn thấy những cái một cái logo của SEA Games 31 nhưng mà nó đã bị bay màu mất rồi. Các bạn hãy sắp xếp các màu vào đúng vị trí để có được bộ nhận diện hoàn chỉnh của logo SEA Games 31. Thời gian 20 giây bắt đầu. Vâng, tôi nghĩ là sau con này sẽ có một người cắn lưỡi. Và ai là người cắn lưỡi? Xin mời câu trả lời của các bạn thí sinh. À, tại sao? Tôi biết ngay. Vâng, tiếng la đấy đến từ vị trí của bạn Đức Thắng. Bạn chỉ thua con người đầu có 0,01 giây thôi. Ngọc Đức là CDBA. Cả bốn bạn đều có câu trả lời là CDBA. Và đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng, và đây là đáp án cắn lưỡi đây. Vâng, và như vậy thì Ngọc Đức với thêm 40 điểm, Đức Thắng 30 điểm, Hoàng Nam 20 điểm và Việt Anh có thêm 10 điểm. Ừ, phải không một giây đáng giá bao nhiêu. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu số 3. Xin mời. Vâng, các bạn đang được nhìn thấy rất là nhiều tam giác và hãy tìm số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm ở tam giác cuối cùng. Các bạn có 30 giây, thời gian bắt đầu. Nam là 7, Việt Anh im lặng. Tôi muốn hỏi Ngọc Đức tại sao em nghĩ là 5? À, chắc xài. Đức Thắng. Tôi nói mò đấy. Hoàng Nam, tại sao em nghĩ là 7? Theo như câu hỏi thì theo như quy luận thì chắc là cũng sẽ hơi xàm một tí. Cái phép đầu tiên là nó lấy 2 cộng 6, nó không lấy số 2, bỏ số 2 đi là bằng 8. Cái phép thứ hai thì nó lại số 6, cái hay nghĩ là lấy số 6 đầu ghép vào đấy. Sau phép số 3 thì lấy 4 cộng 2 bằng 6. Còn phép thứ 4 thì nghĩ là lấy số 7 ghép vào trong cái dấu hỏi. Rất dễ thôi, số ở trên đỉnh trừ số ở góc bên trái, sau đó tất cả nhân với số góc ở bên phải sẽ bằng số ở giữa. Như vậy chúng ta sẽ có ở tam giác cuối cùng là sẽ dấu chấm hỏi sẽ lấy 6 trừ 5 và sau đó nhân cho 3 và đáp án là 3. Như vậy rất tiếc không có ai ghi được điểm của câu hỏi này. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu hỏi số 4. Xin mời. Vâng, và các bạn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh mà hãy cho chúng tôi biết đây là cây gì. 40 giây bắt đầu. Đó chính là cây dừa hay là dừa, hãy cùng xem các bạn trả lời là gì. Ui, ui. Vâng, Ngọc Đức là người được 40 điểm của gói này, Việt Anh 30 điểm, Hoàng Nam 20 điểm và Đức Thắng có thêm 10 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Ô, cô. Vâng, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 4 gọi của mình khi chạy marathon. Hãy cùng xem điểm số mà các bạn hiện tại đang có là lượt vào bao nhiêu.
Việt Anh đang có 50 điểm. 100 điểm là cái điểm mà bạn Việt Anh đang có 120 điểm là bạn Việt Nam. Và những bạn còn tiếp tục 185 điểm. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cuối cùng trên nhóm này, phần thi đập rừng. Chúng ta đang cùng đến với phần thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, phần thi đập rừng. Và điểm số của bạn đã có là 150, 120 và 185. Và bây giờ với số điểm hiện tại là người có số điểm lẻ nhất trong số 4 bạn hy sinh thì Ngọc Đức sẽ là người đầu tiên bước vào vị đích. Sẵn sàng chứ? Dạ, cho nó chẳng đi là hết lẻ. Bây giờ em sẵn sàng rồi chứ? Rồi. Xin mời. Ngày hôm nay em sẽ lựa chọn 3 câu hỏi nào đây? Trước khi chọn gói câu hỏi ạ, để lấy cái cuốn văn nữa. Em muốn nói rằng là không đánh mà hàng thì mãi là kẻ thất bại. Em sẽ chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm, chúc mừng anh con. Không đánh mà hàng. Nào, đang đánh chất mà. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Em có muốn chọn sao không? Em ổn. Vâng, em ổn. Câu hỏi đầu tiên của em có nội dung như sau. Kháng sinh allicin chứa nhiều nhất trong loại thực phẩm nào? Tảo hay tỏi? Hãy nhắc lại câu trả lời được không? Tỏi. Đáp án là tỏi. Vâng, và cái loại kháng sinh này nó hay tiết ra khi mà cái loại cũ này nó nằm ở dưới đất bình thường thì khiến cho nhiều sinh vật ở xung quanh nó trở nên chết đi, và đó chính là tỏi. Chúc mừng em. Điểm số hiện tại của em bây giờ là 205 điểm. Bây giờ sẽ là câu thứ hai của em. Chắc em không chọn sao nhỉ? Không. Câu thứ hai của em như sau. Súng SKZ là súng gì? Sao Kenzo. Ô, hợp nha. Hợp nha. Súng trường của Hàn Quốc hả? Xin mời các bạn đi xin còn lại ạ. Đức Thắng là còn nhanh hơn, xin mời. Câu này tôi biết rất rõ, đây là một phát minh của giáo sư Trần Đại Nghĩa, đó là súng không giật. Này thì súng Kenzo. Đó là con này đúng chung rồi Đức Thắng. Thì súng Kenzo thì Kenzo. Ai gọi mẹ. Vâng, và bây giờ thì Ngọc Đức sẽ đến với cõi thứ 3. Các em không chọn sao nhỉ? Ôi trời ơi, đi. Tên của hai anh hùng kháng chiến chống Mỹ nào đã được đặt cho một cây cầu bắc qua sông Hàn tại Đà Nẵng hiện nay? Hai. Ngọc Đức đã không biết, vậy các bạn còn lại có ai biết không ạ? Đáp án cho câu hỏi này đó là hai vị anh hùng, đó chính là Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Ngọc Đức. Xin mời em trở lại vị trí và điểm số hiện tại của em vẫn là 180 điểm. Bây giờ người sẽ bị đích tiếp theo là bạn Đức Thắng với 120 điểm. Bạn sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ tôi sẵn sàng rồi. Xin mời. Và bạn sẽ lựa chọn ba câu hỏi nào đây? Tôi không ngờ là tôi phải thi trước thì vì cướp điểm. Nhưng mà tôi sẽ không để Ngọc Đức cướp điểm tôi lần nữa đâu. Tôi sẽ lấy gói 70 gôn. 20, 30, 20. 20, 30, 20. Cái gói đầu tiên thì bạn muốn chơi lớn không? Vâng, tôi đã nhìn thấy cấu trúc trên máy tôi nhưng mà không, tôi ổn. Gói đầu tiên của bạn có nội dung như sau. Tuyến buýt đường sông đầu tiên ở nước ta từ tháng 11 năm 2017 là tại thành phố nào? Cần Thơ. Từ từ không? Hình như là thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cho rằng đó là thành phố Hồ Chí Minh.
và chúng tôi cũng cho rằng đó là Hồ Chí Minh. Chúc mừng bạn. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, bạn cũng chọn sai. Câu 30 thôi. Câu 30. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi 30 dành cho bạn. Câu hỏi có nội dung như sau. Một bánh xe răng cưa có 75 răng, mỗi phút quay vòng 56 vòng. Một bánh xe khác có 35 răng ăn khớp với các răng của bánh xe trên thì trong mỗi phút quay được bao nhiêu vòng? Lại bánh răng. Nhưng mà nó không dễ như vậy rồi. Quay vòng mỗi phút quay 56 vòng. À, tôi đoán đại nhất là 32. À không, cầm máy tính. Bạn nói lại là 32. Và tôi muốn nghe một con số khác ạ. Xin mời các bạn xin còn lại ạ. Lọc Đức, xin mời em. Thì chết toàn rồi, nhưng mà em nghĩ là 120 vòng. Vâng, 120 vòng. Rất đơn giản thôi. Chúng ta lấy 75 x 35 chia 56. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là số điểm của bạn Đặng Hoàng Nam, đó chính là 120. Chúc mừng Ngọc Đức. Bệ thật. Bây giờ thì Đức Thắng còn một câu hỏi 20 điểm thì chắc bạn chọn sao nhỉ? Không đánh mà hàng thì dở quá, sao luôn đi. Vâng, chúc bạn thành công. Sau khi giảm số chia đi 4 lần, giữ nguyên số bị chia thì được thương là 20. Hãy cho biết thương của số bị chia và số chia lúc đầu là bao nhiêu? Lại câu toán á, chứ cái gì vậy? Cái này không biết nha, tại vì bóc đề đại, bóc đúng câu này chịu. Số chia đi 4 lần. Thương là 80. Thương là 80 và số chia 320, tôi đoán thôi. Và bây giờ số điểm của bạn sẽ là 90 điểm, xin mời các bạn xin còn lại ạ. Lại Ngọc Đức, xin mời em. Câu trả lời của em là 5. Rất đơn giản. Cảm ơn Đức Thắng, xin mời bạn trở lại vị trí và điểm số hiện tại của bạn là 90 điểm. Bây giờ thì người sẽ về đích tiếp theo là người đang đi đường nãy giờ, đó chính là Hoàng Nam. Xin mời. Và bạn sẽ lựa chọn những coin ở đây. Lần này thì nhưng mà trước khi bạn Hoàng Nam chọn gói thì tôi hỏi bạn một chút. Có những trận kèo ô nào mà điểm số của bạn lên đầu 1 bao giờ chưa? Ít khi lắm thì cũng ít khi có trận đấu lên đầu 1 lắm. Trừ cái trận hôm qua mà đấu với mà Ngọc Đức làm host thì cũng lên đầu 1 rồi. Vâng. Vậy ngày hôm nay thì sự lựa chọn của bạn sẽ là những coin nào đây? Chúng ta cảm ơn tôi mình là vì cái câu slogan xuất hiện trên cái câu này coi như câu cổ vũ cho tôi bình tĩnh tự tin chiến thắng. Và bạn lựa chọn? Chọn bao nhiêu nhỉ? 3 câu. Mặc dù vanh gần như là không thể là vượt xa được, nhưng mà có lẽ cũng nên tạo cơ hội cho anh tí chọn gói 70 điểm. Là 20 20 30. 20 20 và 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao giọng không? Không. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Hàng rào điện tử McNamara của Mỹ nhằm khống chế đường Trường Sơn đã bị phá hủy trong chiến dịch nào? Chiến dịch. Chiến dịch đường. Quên rồi, cô này chưa nghe bao giờ. Chưa nghe bao giờ, các bạn còn lại có ai nghe rồi không ạ? Đức Thắng, xin mời. Thôi tự hủy cũng được, theo như tôi đoán nó sẽ là chiến dịch 17, chiến dịch 17, vĩ tuyến 17 ngày đêm. Vĩ tuyến 17 ngày đêm hình như theo tôi nhớ đó là tên một bộ phim mà, đúng không? Bra, bra, bra. Tự hủy thật. Từ em nhớ cái gì? Chiến dịch Aoshima. Aoshima, tự hủy thật. Thì đó, tôi thấy như là những người chơi khác hình như cũng có câu trả lời phải không nhỉ? Hình như nó là 1968 thì là tổng tiến công Mậu Thân à? Đáp án của câu hỏi này đó chính là chiến dịch đường chính khe xanh à? Bruh. No way. Vĩ tuyến 17 ngày đêm đó là tên một bộ phim rồi bạn ạ. Bây giờ thì Hoàng Nam sẽ đến với câu thứ hai mà bạn cũng chơi lớn không? Không. Không bao giờ chơi lớn. Câu điểm thứ hai của bạn như sau. Số 280 có bao nhiêu ước số dương? Thank you.
100 à. 100, xin mời các bạn xin còn lại ạ. Số 8, xin mời. Câu trả lời của tôi là 16. Câu trả lời của bạn 16. À, chúng ta sẽ phân tích số 280 này là ra là 2 mũ 3 nhân 5 nhân 7 thì số ước dương của nó, chúng ta sẽ lấy từng số mũ của nó nhân cộng với 1, sau đó chúng ta sẽ lấy từng cái tích đó nhân với nhau. Chúng ta sẽ có 3 cộng 1 rồi nhân với tổng của 1 cộng 1 rồi nhân với tổng của 1 cộng 1 nữa. Đáp án của câu hỏi này đó chính là số 16. Chúc mừng Đức Thắng. Và điểm số của bạn Đức Thắng với bạn Hoàng Nam bây giờ đang ngang bằng nhau 100 điểm. Bây giờ Hoàng Nam sẽ đến với câu thứ 3, 30 điểm. Bạn có muốn chọn sao không? Câu không. Slogan. Không và không. Trời ơi. Chọn ngẫu nhiên một số dương nhỏ hơn 9, tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3. Ba. Xác suất không bao giờ lớn hơn 1 cho nên nó không phải là 3 đâu. Xin mời các bạn xin còn lại ạ. Câu trả lời của em là 1/4. 1/4. Tôi thấy bạn Đức Thắng bấm chậm hơn Ngọc Đức chỉ có 0,067 giây thôi. Theo bạn đó. Còn lại nữa. Tôi biết câu này. Tôi cũng là 1/4. Vâng. Tôi nghĩ bạn anh cũng ra 1/4 nhỉ. Em ban đầu định ra kết quả khác. Vâng, và đáp án của câu hỏi này đó chính là 1/4. Chúc mừng Ngọc Đức. Ôi. No way. Chúng ta sẽ chọn hai số, đó là 3 số và chúng ta có 8 số nhỏ hơn 9. Như vậy kết quả sẽ là 2/8, đó là 1/4. Vâng, và cảm ơn Hoàng Nam, xin mời bạn trả lại vị trí điểm số hiện tại của bạn là 70 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến cuối cùng các bạn Việt Nam xin mời. À, dù khả năng ngủ gọi là rất là cao lắm đây, nhưng mà chọn như anh Nam, chọn gói 70. 223. Vâng, chúc bạn cầu. Câu hỏi đầu tiên thì bạn muốn chọn sao không? Em không. Vàng 99.999% có độ tinh khiết bằng bao nhiêu carat? Má ơi! Chết rồi! No! Sao lại câu này? Xin mời các bạn xin còn lại ạ. Đức Thắng xin mời. Tôi đoán nó sẽ ở mức cao nhất là vàng 24k. Thật ra câu này không có tính toán đâu Vanh ạ. Cái vàng 99.999% đó là vàng nguyên chất, gần như là gần vàng như nguyên chất rồi. Và vàng nguyên chất thì độ tinh khiết của nó là 24 carat. Chúc mừng Đức Thắng. Vậy thôi mà. Chết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khoản thứ hai và bạn có muốn chơi lớn không? Em vẫn không. Hiến pháp nào đã lần đầu tiên khẳng định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ôi thôi xong rồi em ơi, sao lại lịch sử? Thôi trả lời bừa vậy. Cái bản tuyên ngôn độc lập đúng không ạ? Chết rồi. Cái gì ba? Tôi xin mời các bạn đi còn lại ạ. Đức Thắng. Bấm không được. Sẽ lại một lần nữa tôi đoán. Đó là bản hiến pháp năm 1947. Bạn nghĩ đó là bản hiến pháp năm 1947 hoặc 46. Và đáp án của tôi chúng ta là bản hiến pháp vào năm 1946. 92 ạ. Ui. 46-92. 46-92. 46. Chưa buổi mồm ngô Việt Anh. Cậu Việt Anh chọn câu 30 điểm. Cẩn thận không khéo. Lại vâng, có. Vâng, bây giờ thì Việt Anh cuối cùng 30 điểm. Và bạn muốn chọn sao không? No. Ok, trong chờ mày ấy. Như sau.
Theo Đại Nam Nhất Thống Trung Quốc Sử Quán Triều Nguyễn thì đất Nam Kỳ được chia làm 6 tỉnh. Vậy bạn hãy cho biết 3 tỉnh nào nằm ở miền Tây. Nào, sao lại xuống? Ba ơi, để lấy đất rồi. Này vừa xấu vừa đẻ luôn. Chết rồi. Thôi em chết rồi. Xin mời các bạn xin mời lại Hoàng Nam. Kẻ theo như câu trả lời thì đó là đầu tiên là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Bạn cho rằng đó là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Và đáp án của chương trình là An Giang, Vĩnh Long và Hà Tiên. Chúc mừng anh em. Cú là hay quá anh em ơi, hay quá. Quá hay, quá hay. Vâng, và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Việt Anh. Xin mời bạn trả lời vị trí, trả lại vị trí. Và rất cảm ơn những nỗ lực của bạn Việt Anh đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Số điểm mà các bạn có được sau 4 vòng thi là bao nhiêu? Rất cảm ơn Việt Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay.